Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với video học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục thử test qua xem là cái phần kiến thức kanji của chúng ta như thế nào. Đọc những cái từ kanji có cách đọc khó, nó hơi đặc biệt hơn so với cách đọc bình thường của nó. Chữ đầu tiên ạ, hai từ này là chữ cường và chữ diện. Chữ cường thì thường chúng ta hay đọc là kyo đúng không? Và có thể là mọi người sẽ nhầm và đọc nó là kyoming. Thế nhưng mà từ này cái đọc của nó rất là đặc biệt. Nó không đọc được như vậy và nó sẽ được đọc một là Kowamote, hai á thì sẽ đọc là Kowamote này. Và nó sẽ có những nghĩa như sau. Một á là nó sẽ dùng để chỉ một cái nét mặt kiểu rất là đáng sợ. Ví dụ hình ảnh này, hình tượng của ngay ở cái cổng nhìn trông mặt rất là đáng sợ đúng không? Kowamote. Hoặc là nó có thể sử dụng với cái nghĩa là một cái thái độ rất là cứng rắn. Ví dụ như là mình đàm phán nhưng mà cái thái độ của mình rất là cương quyết, rất là cứng rắn thì người ta cũng có thể sử dụng với kowamote hoặc là kowamote de kosho suru. Từ tiếp theo nhé, chúng ta có chữ khúc và chữ giả. Chữ khúc này thì chúng ta hay đọc là kyoku hoặc là magari đúng không? Và có thể là chúng ta sẽ bị nhầm là magari mono. Thế nhưng mà không phải, nó sẽ được đọc với cách đọc rất là đặc biệt là kuse mono. Và cái từ này thì thực ra nó cũng rất là khó, nó còn nằm vượt ngoài cái phần kiến thức của nó một cơ. Với một cái nghĩa đầu tiên là những cái kẻ, ví dụ như là rất là khả nghi, trộm cắp hoặc là gây ra những cái vụ án nào đó. Ví dụ hãy tìm những cái kẻ tình nghi, những kẻ khả nghi. Thì người ta có thể dùng là kuse mono sagase này. Trường hợp thứ hai thì nó sẽ dùng để chỉ cái nghĩa là mình không thể coi thường được. Yudan dekinai, kiểu như là không thể thờ ơ, không thể lơ là được, phải cảnh giác rất là cao độ. Ví dụ như thế này, khi mà chúng ta nghe những cái câu chuyện nào mà cảm thấy nó rất là ngon ăn, rất là dễ xơi, ví dụ như là bỏ bao nhiêu tiền đấy thì hàng tháng có thể thu được rất là nhiều tiền ạ. Mình thấy là ôi dồi ôi sao nó hời thế, nó hay thế. Thì khi mà nghe những cái câu chuyện mà có những cái tình tiết như vậy thì chúng ta không thể nào lơ là được, không thể nào mà đưa ra cái quyết định một cách nó nhanh được. Đó, thì người ta sẽ dùng là Hanashi no umasugiru tokoro ga kuse mono da. Đấy, tức là yudan dekinai. Hoặc là ví dụ nhé, cái người nào đấy họ có một cái gì đấy rất khác với bình thường và chúng ta không thể nhẹ dạ tin họ được hoặc không thể lơ là, không thể coi thường được thì người ta cũng dùng cái trường hợp này. Và nhiều khi thì chúng ta có thể dịch nó bằng những cái trường hợp như là rất là đáng gờm đúng không? Không thể nào dễ dàng vượt qua được, kiểu như là cái này cũng là một kẻ rất là đáng gờm đây, không dễ đâu. Kore ga nakanaka no kuse mono da. Đó, thì nói đến đây mình mới nhớ đến trong một cái video về shadowing. Không biết là mọi người đã theo dõi hết cái series đó chưa? Thì trong cái series đấy có một cái phần bài mà mình nhớ là có cái cụm từ đó là Hitosuji nawa de wa ikanai. Mọi người nhớ cụm từ đấy không ạ? Hitosuji nawa de wa ikanai. Và chúng ta đã phân tích về cái cụm từ đấy với nghĩa là gì? Không thể coi thường được, không phải cái dạng vừa đâu. Thì nó cũng tựa tựa với cái trường nghĩa này các bạn nhé. Từ tiếp theo ạ, chúng ta có chữ hiềm và chữ ác, tức là mình chán ghét cái gì đó. Thường thì mọi người có thể nhầm và đọc là keng ak này. Thế nhưng mà chữ ak trong cái trường hợp này chúng ta không đọc là ak mà các bạn sẽ đọc là keng o. Keng o, trường hợp đọc đặc biệt. Ví dụ như là một người nào đấy luôn suy nghĩ tiêu cực và chán ghét chính bản thân mình. Mình là một cái kẻ vô tích sự chẳng làm được gì ấy. Thì cái trường hợp chán ghét chính mình thì người ta có thể dùng là jiko keng o. Jiko keng o. Tiếp theo ạ, lúc nãy là hiềm ác rồi bây giờ là hiềm khí đấy. Hiềm khí thì có thể là mọi người sẽ nhầm đọc là kenki. Có ai đọc nhầm như vậy không ạ? Nhưng mà cái từ này á, cái đọc của nó sẽ là iake. Nhớ nhá, iake. Từ này á, thì nó lại thể hiện cái nghĩa là mình cảm thấy phát chán, phát mệt, phát ngấy với cái chuyện gì đó rồi. Ví dụ kiểu như là mình sống ở thành phố và nó rất là ngột ngạt, lúc nào cũng quay như trong chóng chạy theo công việc và bây giờ mình phát chán với cuộc sống ở thành phố rồi. Nên là mình quyết định là mình sẽ sống một thời gian ở một cái đảo nào đó ở phía Nam cho nó thảnh thơi. Đó thì trong cái trường hợp này các bạn có thể dùng với iake. Và thường iake nó sẽ dùng thành một cái cặp từ là iake ga sasu. Ví dụ trong câu này người ta nói là memagurushi. Memagurushi là kiểu như là một cái gì đó nó dồn dập, nó quay như trong chóng, cuộc sống rất là nhanh, bận rộn ấy. Ví dụ ở đây là memagurushi tokai sekatsu ni iake ga sashita node shibaraku minami no shima de sugosu koto ni shimashita. Thì đến đây thì chúng ta lại học được cái từ là memagurushi, những cái gì nó thay đổi, nó quay như trong chóng đúng không? Từ tiếp theo của chúng ta nha, chữ công này. Chữ công thì thường chúng ta hay đọc là cô đúng không? Và có thể mọi người nghĩ là nó sẽ được đọc là konoba chẳng hạn. Thế nhưng mà thực ra cái cách đọc đúng của nó không phải là như vậy. Chữ công này khi đứng một mình các bạn sẽ đọc là oyake.
ở đây sẽ là oyake no ba. Và nó dùng để chỉ ví dụ những cái nơi công cộng, những cái nơi không phải là sở hữu của riêng ai cả, đúng không ạ? Nhớ là không đọc là cô đâu nhá, không phải giống như trong cái trường hợp là kokyo đâu, mà đọc là oyake này. Tiếp theo ạ, chữ chí và chữ cực. Chữ cực này thường thì các bạn hay đọc là kyoku, và có thể mọi người sẽ nghĩ là bây giờ cái này có thể sẽ đọc là shikoku. Thế nhưng cách đọc đúng của nó không phải là kyoku, mà trong trường hợp này nó sẽ đọc là shigoku. Shigoku, chí và chữ cực với nghĩa là vô cùng. Không có cái nào hơn thế nữa rồi. Thì thường cái cách dùng của nó sẽ như sau. Cái từ này là thường là trong cái phạm vi của N1 nhé. Một là người ta sẽ để shigoku ở đằng trước và cái gì đó đằng sau. Hai á, thì người ta sẽ để cái từ đấy ở đằng trước và cái shigoku đằng sau. Thì nó đều dùng để nhấn mạnh là vô cùng. Ví dụ như là shigoku shiawase, thì tức là gì? Vô cùng hạnh phúc. Không còn cái nào hạnh phúc hơn thế nữa. Kono ue no ku shiawase. Có vẻ như là hôm nay thì hơi nhiều cái từ của N1 đúng không ạ? Ngoài cái cách đấy thì người ta cũng có thể dùng những trường hợp khác. Ví dụ như là shigoku tōzen, thì nó sẽ giống với nghĩa là kiwamete tōzen, tức là một cái điều gì đó vô cùng là đương nhiên. Kiwamete atarimai, đúng không? Mọi người còn nhớ về phân biệt giữa tōzen, atarimai, rồi mochidon, rồi mudon ạ? Nếu như các bạn chưa theo dõi video đấy thì hãy tìm lại cái phần video đó ở trong kênh nhé. Hoặc là những cái từ khác ví dụ như là shigoku kantan, tức là vô cùng đơn giản. Hoặc nó có thể đứng sau, ví dụ trong cái trường hợp là kyoetsu shigoku, từ này các bạn phải đọc là kyoetsu nhé. Kyoetsu shigoku thì với nghĩa là vô cùng vui mừng. Kono ue naku yorokonderu, vui mừng, không có nào hơn thế nữa. Ok, chúng ta sẽ dừng phần video của chúng ta ngày hôm nay tại đây, bởi vì cái lượng kiến thức nó cũng khá là khó, đặc biệt là những cái phần kiến thức của N1. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.